Xin chào các bác. Hôm nay em mang để cho bác một bộ âm ly và tuner không được thương hiệu lắm. Đây là dòng Chio nha các bác nhé. Chio hay còn biết đến với cái tên nữa đó là Kenwood. Chio thì là dùng cho nội địa của Nhật. Còn mà khi xuất đi thị trường các nước thì người ta sẽ lấy cái tên là Kenwood. Do đó thì anh em mà vào những cái trang về audio database ấy, về những cái dữ liệu audio thì các bác sẽ thấy là trong cái tên là người ta sẽ nói là Chio gạch sạch phát là Kenwood, tức là hai hãng này là một. Đấy, người ta muốn gọi là quốc tế hóa cái thương hiệu, đồng thời là người ta làm một cái thương hiệu riêng để nhận diện quốc tế. Đấy, do đó thì người ta đặt là Kenwood. Còn đây là cái bộ này dùng cho nội địa. Và đương nhiên là nội địa Nhật thì là Chio, và chắc chắn một điều là em này, hai thớt này nó sẽ sử dụng điện 100V. Nó sẽ có hai cục nha các bác nhé. Bộ này là bộ sưu tầm, không thương hiệu lắm nhưng mà tiếng ok và tầm giá cũng ok, và vẻ đẹp của nó thì rất là tuyệt vời. Đồng hồ vu này các bác. Đấy. Đồng hồ vu kim vẩy. Rồi gì đã, quả tuner của nó đèn rất đẹp. Các bác nhìn cái quắc này của nó này, có thể được gần hai găng tay của em. Tuy nhiên là FM của em này nó chỉ đến 90 thôi, bởi vì cái tần số sóng của bọn Nhật, của người Nhật ấy, thì người ta sử dụng điện là điện sử dụng cái tần số thấp hơn 90 thôi. Đấy, cái này thì vừa nghe với sưu tầm, hoặc là anh em dùng để nghe FM AM. Đấy. Các bác có thể cho một đoạn dây, đoạn dây đằng sau này. Đấy, cho một đoạn dây. Đấy. Đấy. Các bác cho một đoạn dây để các bác làm anten. Đấy. Đấy, các bác nhìn em đang kéo với cả cặp bô này, em về đẹp quá. Cặp bô này về vô cùng đẹp luôn các bác nhé. Nó còn nó là hàng siêu thị. Đấy, mã vạch đây. Ở bên nước ngoài ấy thì không phải cứ ở Mỹ đâu, không phải cứ ở Nhật đâu, mà kể cả bên Mỹ rồi những cái bên nước tư bản, người ta vẫn có những cái gọi là siêu thị đồ cũ. Và những cái đồ cũ bên đấy ấy, thì nó có một cái là người ta làm rất là chính quy, không phải đồ cũ là người ta không làm chính quy đâu. Ở bên mình thì chủ yếu anh em để ý đi vào siêu thị thì nó có vẻ chính quy hơn, nó có mã số, mã vạch, nó có giá niêm yết. Nhưng mà ở bên nước ngoài thì những cái cửa hàng như thế thì nhà nước người ta quản lý rất là chặt, thì tất cả những cái đồ cũ đều có mã số, mã vạch và có giá niêm yết. Đây, ví dụ các bác mua một cặp bô cũ này, người đi ra quét mã vạch là nó sẽ ra giá. Đấy, nó làm rất là văn minh. Đấy, và những cái đồ second hand cũ ấy, thì những cái đồ mà người ta đưa vào trong những cái siêu thị người ta bán đồ second hand thì là những cái đồ người ta chọn rất đẹp, còn những cái đồ mà không đạt tiêu chuẩn thì người ta sẽ thải. Đấy, thì đây là những cái đồ rất là đẹp như vậy, và em đã gọi là đưa về phục vụ các bác. Clip này thì chủ yếu là hướng đến các bác cái bộ này, vô cùng là đẹp luôn nhá. Tay sách đẹp này, mặt phay nhôm này, chiều cao của em này thì nó rơi vào khoảng 30 đấy các bác nhé, cả hai em này. Đây, một găng tay của em này khoảng trên dưới 30. Bề ngang của em này thì 4 mấy đấy, chắc phải tầm 45 trở lên. Cực đẹp luôn, quắc vàng này các bác. Đây là sóng đài nha anh em đây. Trái phải đấy. Bát tép này các bác. Lao lớt này. Từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn. Mãi yêu nhau cho tình đồng không phải.
cái là cả âm ly Sitel nhá, tích hợp Sitel 5100G, tuner cũng 5100G luôn. Đấy, rất là đồng bộ, đẹp. Vậy cho các bác rất chi tiết. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em.